Ở tuổi 35, khi mà nhiều cầu thủ đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp thì Ronaldo vẫn miệt mài xỏ giày ra sân thi đấu. Trong màu áo của Juventus mùa này, dù sao người Bồ Đào Nha vẫn thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng, không quá khi nói rằng ngôi sao đang khoác áo Juventus chính là một trong những cỗ máy săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại. Có thể khẳng định rằng, dù khoác áo câu lạc bộ hay đội tuyển Bồ Đào Nha thì trong suốt sinh năm 1985 vẫn luôn luôn tỏa sáng với khả năng săn bàn đẳng cấp. Còn mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình đứng kèm dưới phần mô tả để luôn ủng hộ cho channel của chúng mình nha. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Khi đã quá quen với việc Cristiano Ronaldo ra sân và ghi bàn đều đặn vào mỗi cuối tuần, bạn muốn tìm đến những siêu phẩm để có một đề bài khó cho CR7. Tuy nhiên sẽ chẳng có gì là bất khả thi với Ronaldo khi trong suốt sự nghiệp đỉnh cao của mình, anh đã có những pha lập công không tưởng ở những vị trí vô cùng khó tin. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại những siêu phẩm đó của siêu sao người Bồ Đào Nha nhé. Nhắc đến những pha lập công khó tin của Ronaldo, làm sao có thể bỏ qua được những khoảnh khắc mà CR7 đã khiến khán giả phải trầm trồ trên chấm đá phạt. Giai đoạn anh chính thức trở thành con quái vật thực sự trong màu áo Man United, Ronaldo cũng đã ghi dấu ấn đậm nét trong các pha sút hàng rào. Chẳng cần phải mắm môi mắm lưỡi để sút, chỉ cần một cú ra chân với lực vừa đủ nhưng lại vô cùng hiểm hóc khi bóng đi xịt và đúng điểm mù của thủ môn, khiến cho anh chàng gác đền dù có chạm được tay vào bóng thì cũng xin chào thua. Đón bóng ở cự ly phải gần 40m, những tưởng Cristiano Ronaldo sẽ thực hiện một pha chồng biên trái quen thuộc với người bạn thân Marcelo. Nhưng anh Bảy lại là người không ngần ngại, là kẻ đi tìm siêu phẩm khi có cú tung chân cực mạnh khiến trái bóng đi với tốc độ của một quả tên lửa và găm thẳng vào cầu gôn đối phương, dù cho vị trí có ngay gần chỗ thủ môn đã chọn sẵn. Đã có dịp đối đầu với đội bóng cũ thì việc ghi bàn cũng phải được Ronaldo thực hiện sao cho đẹp mắt. Trong chuyến hành quân đến Italia của Manchester United đối đầu với Juventus, CR7 đã có một pha đá nối hoàn hảo sau đường kiến tạo của đồng đội để khiến cho thủ thành hàng đầu như De Gea cũng không kịp có bất kỳ phản ứng nào ngoài việc vào lưới nhặt bóng. Những điều phi thường mà Ronaldo đã có trên sân cỏ không chỉ ở các bàn thắng mà hai từ siêu phẩm còn được khán giả thốt lên khi chứng kiến anh Bảy kiến tạo. Một đường chuyền từ cánh với độ cong vô cùng hoàn mỹ đã loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương của CR7 để giúp cho tiền đạo Karim Benzema có một pha lập công dễ dàng nhất trong sự nghiệp. Khi giữ mình thăng bằng với hai chân trên mặt đất, Cristiano Ronaldo là siêu nhân. Còn nếu như mà CR7 đã nằm sân, thì có điều gì hoành tráng sẽ xảy ra không? Câu trả lời vẫn là có khi ở pha bóng này, dù cho số 7 của MU đã mất đà và ngã xuống sân, nhưng anh vẫn kịp có pha vừa tiếp đất vừa đánh góc rất nhanh về cho đồng đội, giúp Quỷ Đỏ vẫn là đội kiểm soát bóng trong tình huống đó. Một tình huống mà một mình Rô cân hết, xuất phát từ hành lang cánh trái, bằng những cú đảo chân uyển chuyển, Ronaldo đã có một pha cut inside vào trung lộ, nhưng để muốn tăng thêm độ khó cho game, CR7 lại đẩy bóng ra cánh
và bất ngờ tung một cú nã đại bác ở góc hẹp, không cho thủ môn đối phương bất kỳ một cơ hội cản phá nào dù là nhỏ nhất. Nếu các tình huống trước được Ronaldo thi triển với tốc độ cao quá, thì cú giật gót kiến tạo như có mắt ở sau lưng này của CR7 còn khiến cho khán giả không kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra luôn. Và khi người hâm mộ đã vào lại được guồng, thì cũng là lúc bảng tỷ số lại gọi tên đội ghi bàn Manchester United. Tiếp tục là một màn đánh gót nữa của Ronaldo, nhưng lần này CR7 không còn kiến tạo nữa mà tự mình ghi bàn luôn cho tăng phần tuyệt phẩm. Trong một tình huống phạt góc lộn xộn trước khung thành Rayo Vallecano, Cristiano Ronaldo đã xuất hiện rất nhanh và có cú giật gót rất mạnh khiến cho toàn bộ hàng thủ đội bạn hoàn toàn đứng chôn chân và bất lực nhìn bóng đi thẳng vào lưới. Không cần đợi đến trời mưa mới thấy được cầu vồng, bởi vì ở trên sân ngày hôm đó, Cristiano Ronaldo đã vẽ lên không trung một chiếc cầu vồng vô cùng đẹp mắt. Xuất phát từ bên trái, siêu sao người Bồ Đào Nha đã tung một cú sút theo kiểu lá vàng rơi với quỹ đạo bay vô cùng khó chịu, khiến trái bóng đã bay thẳng vào lưới rồi mà anh chàng thủ môn tội nghiệp vẫn không có được bất kỳ một phản ứng nào khác ngoài giơ tay đỡ cho có phong trào. Trong một trận đấu điên rồ ở những phút cuối giữa Man City và Real Madrid, khi cả hai đội đều thi nhau ghi bàn trong 20 phút thi đấu chính thức cuối cùng, khi đồng hồ điểm sang phút thứ 90 và tỷ số lúc này đang là 2-2, bản lĩnh của một siêu sao đã được Ronaldo thể hiện rất đúng lúc khi chính anh là người tung cú sút hiểm hóc đánh bại Zohar và mang về chiến thắng đầy ngạt thở cho kèn kèn trắng. Vừa rồi là những pha kiến tạo và ghi bàn ở những vị trí khó tin vô cùng kỹ thuật và đỉnh cao mà Ronaldo đã tạo ra trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.